Là cái hiệu quả khi mình làm xong rồi thì những cái bên 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 mình chưa làm á, cảm giác là nó chảy xệ ra, nó bị dân đụng ra. Còn bên đây là mình làm xong là thấy là nó căng ra, là săn chắc ra. Thứ hai nữa là cái gánh cười mình có cảm giác là nó không còn bị sâu nữa, giống như mà đó mình bên đây chảy xệ, giống lúc nào mình cũng cảm giác là muốn buồn ngủ á. Bây giờ làm xong rất là tươi, rất Dạ là đúng vui rồi. luôn. Hay là mình do là mình biết ở đây là nhờ một người bạn, là nói là trước đây mình đã làm rồi thì nói ồ sao lúc này cái da mày trùng nhăn trùng sảy quá, thì cũng có điều kiện mà thôi mình đến cái chỗ này làm đi, uy tín rất là nhiều, cho nên là nó cũng phiên nhiều lần lắm, nó phiên rất là nhiều lần, cho nên là thôi mình thấy gì quyết tâm mình đi làm thử coi sao. Dạ. Bây giờ thật sự hôm nay là mình làm là cảm nhận rất là giống như cái lời của nó nói là cảm ơn Thanh Mai đã lấy lại cái tuổi thanh xuân, chỉ là mới có một nửa thôi. Nói ngoài chắc chắc là làm một lát một bên nữa, chắc là làm Khác chắc là nữa chị trẻ hả? hơn nữa, rất là mong chờ luôn cái điều Dạ đó. à, lúc đầu là mình tính đi phẫu thuật đúng không? Đúng rồi, nói chung Đó, là tính tính đi đi phẫu thuật nữa nè. cũng cũng nghe người bạn giới thiệu vào phẫu thuật giao kéo, nói chung mình cũng rất là ngại vì khi cái da mình nó mẫn cảm á, mình lỡ mình hay ăn, nói chung ăn ăn tôm cua mình là món khoái khẩu của mình mà, lỡ ăn vô mà nó cứ cương lên nó kia nó rất là nguy hiểm, cho nên là gặp được cái dịp này là mình làm là không có dao kéo, nó không có ảnh hưởng gì đến cái da mặt mình rất là mừng, mà lại cái có cái gọi là cái độ đẹp bền nên là rất là hài lòng luôn. Dạ cũng mừng cho chị, cũng may là bạn mình có làm ở bên em rồi nè, nên là có giới thiệu chị vô, nếu không là chắc là mình sẽ đi phẫu thuật phải không ạ? Đúng Tại rồi, vì công nghệ của mình chị thấy đẹp rất là tự nhiên đúng không? đúng rồi, Vẫn là nét của mình nhưng mà trẻ hơn, đẹp hơn, giống như ngày xưa vậy thôi, đúng rồi, không có phải phẫu thuật dao kéo chảy máu, hoặc là không phải ăn kiêng, đúng hoặc rồi, là không có phải nhịn tôm cua thịt cá như là những cái món khoái khẩu của đúng mình rồi, nữa đúng đó. Cho nên là chị thấy cái sự cải thiện nó nhiều đến như thế này nè, chắc là chị đang rất là hài lòng phải không? đúng rồi. À, khi mà điều trị chị có thấy đau không? Không, rất là nhẹ nhàng, có đau chân nằm tới đây muốn ngủ ngủ Dạ luôn. Im quá. dạ hên quá, chút xíu nữa là đi phẫu thuật rồi thấy không, chút xíu nữa là phải nghỉ dưỡng rồi đó. À, mình làm xong công nghệ này là tuyệt đối không cần phải thời gian nghỉ dưỡng gì hết, chị có thể về nhà đi chơi, đi làm make up, đi tiệc bình thường luôn đó. À, bác ơi, em thấy cái sự cải thiện da của chị là rất là nhiều luôn á, cái sự độ cơ của chị hai bên em thấy là khác hẳn luôn. À, bác có thể chia sẻ cái hiệu quả của chị như thế nào cho khán giả của mình cùng biết nha. Về hiệu quả của điều trị À, dạ Andotherapy đúng rồi. đối với chị Trang thì bác sĩ Minh xin phép được chia sẻ là nhất là đầu tiên mình nhìn vào cái cảm quan đã cảm thấy là thứ nhất là bên này đã nếp hơn rất nhiều, gọn gàng hơn này. Bên này thì độ chảy xệ vẫn có, da thì trùng nhão, đổ xệ, có đổ đổ cơ cái vùng này này. Vì đổ cơ cho nên là làm cho những cái vùng rãnh nó sâu hơn, nó dài hơn. Vùng gò má trên, vùng má trên cảm giác nó xệ, nhìn làm tăng thêm số tuổi của mình. Tuy nhiên là bên này sau khi mà điều trị xong rồi, mình cảm thấy là tươi trẻ hơn. Mà chị Trang ơi, chị Trang nãy có chia sẻ với em là chị Trang rất là hài lòng đúng không Nhưng mà ạ? thứ nhất là mình không có da phẫu thuật cho kéo nè, thứ hai nữa là mình làm rất là nhẹ nhàng, không có đau gì hết, mà làm xong mình có cảm nhận liền là mình rất là hài lòng luôn. Là có thể là mình xong rồi mình đi đâu hay hoặc làm gì làm mình rất là kiên cử, còn nếu mà phẫu thuật thì rất là kiên cử đủ thứ hết trơn, mà những cái món mình thích là không được ăn. Không bao giờ. Cái hiệu quả của Andotherapy đem lại thì giống như là một cuộc phẫu thuật, Thay thế cho một cuộc phẫu đúng thuật đó rồi, chị và Trang. trẻ hóa quá trời luôn. Khuôn mặt chị xinh lại như ngày xưa rồi đó. À, với lại là em thấy cái vùng mép của chị nè, em thấy nó nông hẳn bác ha, nó ngắn Nông hơn hẳn rồi đúng luôn, không? đúng rồi, Bên nó đây tô mình bị đỏ đổ tới mép hẳn luôn đó luôn. chị, là Và chị mình để Trang độ hơi bị vẫn lâu. còn cải thiện nữa. Đây mới được 5 đến 10% của công nghệ thôi. Và từ 1 đến 3 tháng sau chị sẽ cảm thấy là cái độ cải thiện nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì là nâng cơ nhiều hơn, tăng sinh collagen nhiều hơn cho chị cho mình. Cho nên là chị Trang ráng chờ giúp em nha. Ráng chờ giúp em. Và trong cái khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng đó là chị yên tâm, bên em luôn chăm sóc mình cho đến cái khoảng thời gian đó để xem được cái hiệu quả của mình như thế nào, để làm cho các chị hài lòng và mình luôn có hình ảnh trước sau cho các chị mà. À, chị Trang không cảm thấy đau trong quá trình điều trị đúng Không có đau hết, bây giờ còn không? nửa bên nữa mình làm luôn đi. Em thấy chị Luôn nôn hơn em với bác luôn rồi đó. Nôn đẹp quá rồi đúng đúng không chị? rồi, Em mình thấy không, trời ơi, một cái công nghệ mà không có phẫu thuật xâm lấn dao kéo hay là chảy máu gì hết trơn á, mà làm xong lại được đẹp liền như vậy nè, mà về nhà là có thể make up đi chơi, đi làm, đi tiệc bình thường luôn, không có bị kiêng cữ bất cứ bất kỳ một một cái vấn đề gì hết, quá là tuyệt vời phải không bác? đúng rồi. Thế cho một cuộc phẫu thuật cả nhà nha. Và khách hàng thì đang rất là mong muốn được làm liền, làm luôn để mình được đẹp hoàn hảo hơn. À, bây giờ thì em sẽ không có để chị Trang chờ lâu đâu, em mời mình nằm xuống để bác tiếp tục nửa gương mặt còn lại cho chị nha. Ok, Dạ đây, chúc em mừng mời chị mình nằm nha, chị xuống. Trang ơi.
Đó, cả nhà mình thấy không, một công nghệ rất là tuyệt vời luôn, rất là an toàn luôn và rất là hiệu quả luôn. Vậy thì tại sao cả nhà mình lại không nhấc máy lên mà gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai nhỉ? 1800 6617 luôn chờ cả nhà mình nha. Và đây là một công nghệ hoàn toàn không có phẫu thuật, không xâm lấn và không phải kiêng cữ cả nhà mình nha. Đó là một điều mà hầu như và tất cả các anh chị mình đều mong muốn, và càng lớn tuổi thì mình lại càng cần nó hơn, bởi vì khi càng lớn tuổi các anh chị mình lại sợ giao kéo về cái sự lâu lành đó. Cho nên là cả nhà mình nhớ nha, 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Bây giờ thì em sẽ chào cả nhà và em đón cả nhà ở những cái buổi livestream tiếp theo nha.